Chào các bạn, hôm nay bên mình có lắp camera hành trình web vệ sinh là 97 cho công ty BMB ở dưới khu nghiệp Nam Tân Quyên, Bình Dương ha các bạn. Giờ mình sẽ hướng dẫn anh tên gì à? Anh tên Đức anh. Anh tên Đức ha. Em bây giờ em sẽ hướng dẫn anh Đức cách sử dụng web vệ sinh là 97. Dạ. Anh Đức ha, cho em mượn cái sim anh Đức ha. Dạ. Ở đây mình sẽ bẻ cái sim. Cái sim nó ngăn ở giữa ra, micro sim. Dạ, anh Đức bẻ giùm em. Dạ, đây ha. Cái sim thì mình sẽ đúc. Sim mình sẽ đúc ha, đeo bằng rồi. Đúc vô trong. Rồi, rồi. Mặt giấy hướng lên trời ha. Cái mặt xéo thì mặt cắt này mình để ở ngoài ha. Rồi, rồi, dạ. Mình chỉ cần lấy ngón tay mình nhấn là vô. Rồi, vào rồi, vào rồi. Chưa, nó nghe kịch là được. Rồi. Rồi. Thì ở ngoài đây. Ở ngoài đây nó cái biểu tượng đã sóng sim. Nó sẽ hiện lên chữ 4G các bạn thấy không ạ? Dạ. À, nó sẽ thông báo là vui đồng cài đặt ca acid và sau đó quét mã là cái phần mềm sẽ từ sau qua điện thoại các bạn. Ok. Cái đó mình sẽ làm sao ha? Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn ha. Ở đây là cái màn hình chính của web vệ sinh là 93X. Khi mà mình bấm ngôi nhà thì lúc nào nó cũng ra màn hình chính này hết đúng không ạ? Ở đây nó có camera kép. Mình có thể coi phía trước và phía sau. Đây phía trước. Phía sau là ở trong xe. Đây. Mình tại đây là xe đầu kéo cho nên là mình sẽ gắn để quan sát được toàn bộ đằng sau. Đây. Cái gắp sau. Dạ. Ở đây mình có camera trước và sau rất là rõ. Và ở đây là mình có thư viện ha. Mình muốn xem lại hành trình mình đã đi đúng không ạ? Dạ. Ở đây camera trước nè, camera sau nè. Dạ. Mình muốn coi camera trước thì mình lựa file vào cái thời gian mình muốn coi, mình coi đúng không ạ? Dạ. Mình nhấn vô mình coi thôi. Dạ, đơn giản vậy thôi. Rồi bây giờ mình muốn ra ngoài thì mình cứ bấm hình ngôi nhà là thấy ra ngoài thôi. Dạ. Định vị GPS. Đây là cái bản đồ dẫn đường cho mình. Bạn vừa đi chạy lộ trình. Đúng không ạ? Ở đây là có biển báo giao thông nè. Chẳng hạn mình muốn kiếm đường nè. Chẳng hạn mình muốn kiếm đường. Mình vô ba gạch nè. Mình tìm kiếm. Mình có thể tìm theo địa chỉ hoặc địa điểm ha. Địa điểm là cái gì? Bệnh viện Bình Dân nè, cầu Sài Gòn, cầu Đồng Nai, đại loại gì. Còn mình kiếm theo địa chỉ nè. Chẳng hạn bây giờ em muốn đi Biên Hòa đi. Đúng không ạ? Mình chọn Biên Hòa. Đó, em muốn đi ra đường Đồng Khởi nha. Thì em đánh chữ Đồng Khởi. Ở đây nó sẽ hiện là chữ Đồng Khởi nè đúng không ạ? Mình đặc biệt lưu ý ha. Nếu mà mình đi tỉnh hay là đi ngoại thành á, mình đừng có chọn số nhà. Mình cứ chọn cái điểm giao cắt là ngã ba ngã tư gần cái điểm mình muốn đến là được. Đúng không mà, chẳng hạn Bùi Trọng Nghĩa nè. Bây giờ em muốn ra Mata nè, em chọn Bùng Binh nè. Ở đây nó có Bùng Binh thành phố Biên Hòa nè. Dạ. Mình nhấn vô. Đúng không ạ? Mình sẽ đi ra Mata đây, mình bấm nút đi. Thì bao giờ nó cũng cho mình ba sự lựa chọn khác nhau hết. 27 km nè, 35 nè, 37 nè. Đúng không? Mình muốn đi hướng nào mình đi. Dạ. Thì mình chọn hướng đó. Mình chỉ cần bấm thêm nút đi một lần nữa thôi là được. Đây nó sẽ hướng dẫn mình 60m quẹo phải nè. Đây cái cổng khu, cái cổng của công ty. Dạ. Đúng không ạ? Hợp lý à. Dạ. Đây là đường N2 nè. Bây giờ mình bấm hình ngôi nhà ra. Bây giờ mình muốn xóa lộ trình đi thì mình cứ nhấn vô đây. Dần hướng dẫn lộ trình. Đúng không ạ? Rồi bây giờ mình muốn thấy ra ngoài ha. Mình cứ bấm hình ngôi nhà là lẹ nhất. Rồi. Cái hình ngôi nhà ha. Ở đây nó có phần Bluetooth để mình kết nối qua điện thoại á. Thì mình có thể đàm thoại trực tiếp qua điện camera này luôn. Và cái đài FM để nghe nhạc qua dàn âm thanh xe hơi của mình. Đơn giản lắm. Bây giờ mình muốn kết nối qua dàn âm thanh xe hơi mình ha. Mình bật, đầu tiên mình phải bật cái FM của mình lên. Dạ. Bây giờ anh chọn một cái tần số FM khoảng 93 đi giùm em đi. Mình chọn một cái tần số không có đài nào phát nha. Và từ 3 triệu rồi. Ừ. 97,7 rồi. Ở đây anh Đức đang chọn tần số FM là 97,7 nè. Anh dặn loa to lên giùm em ha. Anh thấy nó rè không à? Dạ.
ở đây anh vô ép em. Anh bấm mở nè. Anh chọn 9727. Ờ, bây giờ nó hết rồi đúng không ạ? Tại vì bây giờ nó nhận lệnh của cái camera này. Thì bây giờ ha, mình vô nghe nhạc. Mình ứng dụng nè. Mình vô YouTube nè. Chẳng hạn bây giờ em muốn nghe remix đi. Nghe remix cho nó xôm ha. Chụp đi. Đây. Ở đây là nó đang kiểm tra thông tin cấp quyền truy cập Gmail của mình. Rồi cái này không quan trọng. Bấm ra ngoài lại. Ở đây nó yêu cầu mình sử dụng cái Gmail. À, nếu mà mình có Gmail thì mình nhập vô, còn chưa có thì mình tạo một cái Gmail để mình nhập vô ha. Còn ở đây nếu mà mình chưa xài được cái YouTube, mình chưa ở đây mình chưa có biết cái Gmail của mình, thì em sẽ cho nó vô xài bằng cái trình duyệt ha. Ê, trình duyệt đây đúng không, mà mình có thể nghe nhạc, xem phim, đọc báo chẳng hạn vậy. Đây chẳng hạn em vô báo mới nè, em đọc báo đúng không, à thì em đánh báo mới đó, nó sẽ ra y chang một cái trình duyệt của mình thôi. Dạ rồi ok anh ha. Còn chẳng hạn em muốn vô YouTube, em nghe nhạc thử cho anh coi nha. Dạ em vô YouTube. Con anh là 93X này, RAM nó là 2GB cho nên nó chạy rất là tuyệt vời. Đây mình có thể thấy nó chạy rất là mượt. Đây chẳng hạn bây giờ đây đó, bây giờ mình sẽ nghe nhạc qua giảm thanh sơ với mình luôn. Ok không anh? Được không anh? Dạ. Đây anh là 93X của mình hả? Mình có thể phóng to luôn nhỏ về tùy mình thôi. Nói chung là cái này như một cái điện thoại. Dạ. Anh đứng thử test giùm em. Dạ. Anh bật. Hồi nãy anh chỉnh một cái tần số 97.7 đúng không ạ? Nếu mà nó cái tần số nào mà nó hơi rè á là do cái tần số nó đang có đài phát thì mình chọn qua tần số khác. Dạ ok anh ha. Dạ, dạ. Nói chung đơn giản là như vậy thôi. Còn khi mà mình muốn xài phần mềm xem qua điện thoại thì mình vô ca ship mình xài. Dạ. Mình tải cái phần mềm ca ship về mình là mình chép vô xem qua điện thoại. Dạ ok. Tải cái gì trong điện thoại đúng không?